Cô muốn làm gì? Làm chuyện ta đã muốn làm từ lâu. Đầu ta đã đau như vậy rồi mà Quỳnh còn hung dữ với ta. Cái tính ham ăn của cô khi nào mới có thể sửa được đây? Tảng băng họ Bạch, ta chóng mặt quá. Quỳnh nói xem, bình thường Quỳnh chỉ cần đối xử với ta dịu dàng một chút thôi, thế cũng không được sao? Đừng suốt ngày hung dữ với ta được không? Ta rất ngưỡng mộ tình cảm của Ngô Tịch và Phượng Diễm. Họ vì tình yêu của mình mà bất chấp tất cả, thậm chí còn chống lại thiên mệnh, không tiếc hy sinh chính bản thân mình. Rõ ràng là Ngô Tịch vì những ham muốn ích kỷ của riêng mình đã phạm phải tội lớn, đâu phải cái gì mà bất chấp tất cả vì tình yêu chứ. Cô đừng uống say rồi nói nhảm nữa. Ta không say. Quỳnh thấy ta giống như đã say không? Ta không say. Quỳnh có đang nghe ta nói không đó? Ta rất ngưỡng mộ Ngô Tịch và Phượng Diễm, ta không muốn bắt họ lại. Vừa rồi cô uống rượu với ai vậy? Với Phượng Diễm, ta còn có thể uống với ai chứ? Đi đâu vậy? Trích Dương báo tin tới, bây giờ cả tam giới đều biết chuyện nguyên thần của Phượng Hoàng bị lấy trộm. Cô thân là thần chủ mà còn ở đây uống rượu làm hỏng việc. Hỏng việc thì hỏng việc thôi, sao Quỳnh lại giảng một đống đạo lý với ta nữa vậy? Bạch Quyết, Quỳnh nói xem, nếu có một ngày ta cũng đau khổ vì tình, rồi phạm phải thiên quy, Quỳnh cũng sẽ trừng phạt ta sao? Thiên quy không chỉ tồn tại trong giáo lý. Chuyện tình cảm không hề liên quan đến giáo lý. Quỳnh nói xem, Quỳnh ngoài đẹp trai ra còn có gì tài giỏi chứ? Cô uống say rồi, để ta giúp cô tỉnh rượu. Thượng cổ, đây là điện triều thánh, sao không có ai đến cứu Quỳnh đâu? Cô muốn làm gì? Làm chuyện ta đã muốn làm từ lâu. Cô đã từng uống say như vậy với ai? Hoa thần, dạ thần, vũ thần, thiên khải, nguyệt di, chích dương, được rồi. Sau này không được uống rượu với họ nữa. Nghe rõ chưa? Vì sao? Cô là nữ, ta là nam. Chỗ nào có y phục thì không được chạm vào. Nhưng trên mặt Quỳnh cũng đâu có y phục đâu. Còn mệt hơn là đánh nhau với ác thú. Cô ở đây nghỉ ngơi. Bây giờ Ngô Tịch và Phượng Diễm vô cùng nguy hiểm. Ta đi rồi sẽ về ngay.